cho con gái nó biết ai mới là chủ của cái map này. Không làm gì thiên hạ nó không nể. Cái nào giờ anh em mình là đàn bà hả anh? Cạnh, cạnh. Thằng vô trong hóa tiếp, cho đi đấy. Na 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 na
Bạn ơi, hôm nay nhỉ là một ngày cực kỳ đặc biệt. Các bạn nào đoán được hôm nay là ngày hôm nay là có sự kiện gì đặc biệt không? Nếu bạn nào đoán được, mình sẽ thả tim nhạc ngay từ đầu video luôn nha. Các bạn có 5 giây đó. 5, 4, 3, 2, 1. Ok các bạn ơi, hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt luôn. Bởi vì hôm nay chính là thứ 6, ngày 13. Là cái ngày mà người ta thường nói là những cái gì đen đủi nhất này, những cái gì đáng sợ nhất, kinh khủng khiếp nhất đều xuất hiện vào ngày này. Và ở bên nước ngoài là người ta thường không ra đường nha. Các bạn cũng thế nha. Nếu bạn nào sợ ngày thứ 6 ngày 13, nhớ ngồi ở nhà xem hết video này cho Mr. Beat nha. Và nhớ để lại comment cái mạng mã số mà các bạn tìm thấy trong video này. Beat sẽ thả tim cho những bạn đấy nha. Và fan chân chính tất nhiên là phải xem hết video này, nhớ xem hết quảng cáo để mình có thể có thêm kinh phí để có thể là tiếp tục và phát triển kênh YouTube của Mr. Beat nha. Hôm nay nha, mình đã có một cái kế hoạch rất là đặc biệt nha. Đấy là mình sẽ đi rủ những người anh em thiện lành của mình đi cắm trại ở bên trong khu rừng bỏ hoang. Thực ra chúng mình không phải mục đích để đi cắm trại đâu các bạn, mà mình sẽ gọi mọi người vào đấy và tổ chức thi một cuộc thi nhằm hù cái đám con gái. Ê, hù cho chúng nó tức chơi. Trời ơi, đi qua rủ mọi người trước này. Từ từ xem mọi người có ở nhà không đã. Em pam 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 pam. Có cái hòn cu trong, cu trong. Em tên 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 tên. Cu trong. Alo. Cu trong. Sao sao thế mới vào? Làm gì cu trong? Tình nghe anh em. Con nhặt bờ lão ai đâu vậy? Làm gì? Chị đậu xanh đập đập bể mất giờ. Mày qua nhà đập nhà tôi gì con dịch gì kỳ vậy? Vô trong khóa. Ê, anh có một cái kèo này hôm nay căng rồi nha. Đi không? Kèo căng, kèo căng. Ủa kèo gì? Nói chứ. Thương một con gái. Cho bọn con gái hả? Hôm nay thứ 6 ngày 13. Trời ơi anh ơi. Mấy đứa con gái nó cào mặt mình chết luôn đó. Em nghĩ sao mà mình cho nó mà chơi bằng cách gì quá à. Trời ơi, có cách. Con gái này không thể nào mà dùng gọi là solo bạo lực với chúng nó đâu. Chúng nó có móng tay ghê lắm. Mấy đứa toàn chụp móng tay đăng Facebook không à. Bây giờ mình sẽ tổ chức một cuộc gọi là đi cắm trại trong rừng. Nhưng mà mục đích không phải cắm trại mà là tổ chức một cuộc thi tìm cách để hù dọa con gái. Thấy không, chơi không? Nghe là thấy hấp dẫn đó. Trời ơi. Có đồng minh này nữa không? Có, bìa đang rủ kiếm thêm đồng minh. Ê, chuẩn bị đồ đạc. Đi này, ở nhà chuẩn bị đồ đạc. Đi hú, đi luôn nghe. Ok, let's go. Rồi, bìa tiếp tục sang rủ thêm đồng minh Shizu và Phong Cần TV. Tưng. Trời ơi, anh vô rồi. Sao anh chơi game dở vậy anh? Trời, anh đánh nó đi, anh đánh nó trước. Em dám đánh nó được. Nghe anh đi đánh con này mới thắng được trời. Không được, thằng đó nhiều máu á. Không. Gì anh? Trời, đi ra con nít con nói chỗ mà hết rồi. Con nít, con nít, con nít là tào lao đứng trên em gì anh? Thằng nào mày? Thằng nào mất chạy vậy? Thằng vô lên thôi. Bắn mày mày. Thằng dịch thông ơi, thằng dịch đây. Em xin lỗi anh. Mọi người ơi, hôm nay mình có một cái kèo cực kỳ căng. Đố mọi người biết hôm nay ngày gì? Hôm nay hả? Hôm nay là ngày sinh nhật của Khang Dừa. À, em biết rồi. Không, đúng rồi, nhưng mà không phải. Thì hôm nay là ngày cuối tuần mà chứ ngày gì anh? Không phải. Rồi, ngày cuối hôm nay là thứ 6 ngày 13. Là ngày gì vậy? Trốn nhà. Trời ơi, quên mất cái 6 ngày 13 nhà trốn. Em ơi, trời ơi, chết tôi rồi. Tôi vô tôi. Dạ rồi. Không phải chứ. Ê, hôm nay là thứ 6 ngày 13, tức là ngày mà cực kỳ đáng sợ luôn, cái ngày người ta gọi là đen đủi nhất quả đất. À, nghe không? Ghê 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 ghê. Hôm nay anh có một cái kèo này anh. Rất là căng nha. Kèo này hôm nay chúng ta tìm cách để hù dọa bọn con gái. Anh ghê quá vậy, anh hùng mấy đứa con gái nó cào mặt anh sao? Trời ơi, mặt quen nha, tự nhiên cái phong thứ 6 ngày 13 mà lại đi hù mấy đứa con gái làm gì liên quan nhau đâu. Thôi, đúng rồi. Bình thường bọn con gái nó có móng vuốt ở nhà nó bắt nạt anh em mình hoài. Hôm nay anh em mình phải cho chúng nó biết ai là chủ của cái tập thể này. Phong ơi, gì ông anh? Không có móng cày, ông cày ông đi trả thượng cha ba. Mất chạy. Thôi, bây giờ cái này nè, anh bàn kế hoạch cho nghe nè. Bây giờ anh em sẽ tổ chức một cuộc cắm trại ở trong rừng, sau đó chúng ta sẽ chơi một cái cuộc thi tìm bằng cách để thằng thương con gái, tí nữa sẽ bật mí chơi không? Cũng được, nói chung là em cũng cay con Sammy dữ lắm anh. Đúng rồi, để cho chúng nó lộng hành quá. Ok các bạn ơi, thì bây giờ anh em chúng mình nha sẽ cùng tụ tập đến một cái cánh rừng và sau đó chúng mình sẽ gọi là thi một cái cuộc thi tìm ra cách để sao để trộm một con gái nha. Và để biết được cuộc thi này là gì thì các bạn nhớ xem hết video nha. Đi rồi. Đi hai. Ok các bạn ơi, hiện tại là bốn anh em tụi mình đã gọi là đến được cái chỗ gọi là khu hoang vắng rất là xa làng Hello Team ạ. Xa lắc xa lơi luôn, bọn con gái không có tìm thấy luôn. Và thực ra hôm nay bọn mình gọi nhau đây để không phải để cắm trại. Mọi người biết đến đây để làm gì không? Làm gì anh?
hôm nay chúng ta sẽ tổ chức ở đây một cuộc thi, đó là hôm các bạn biết cái nhân vật nào thường xuất hiện vào thứ 6 ngày 13 không? Các bạn trả lời không? Ê, chuột mất cây, cây mất tay chân, Doraemon mất cây. Nhân vật xuất hiện vào thứ 6 ngày 13 chính là nhân vật mà Jackson. Xuống đây, tào lao à? Nhân vật Jackson là cái ông mà đeo cái mặt nạ như cái dép tổ ong á, nhớ không? Nhớ rồi. Nhân vật Jackson là chính là cái ông mà đeo mặt nạ dép tổ ong lên mặt các bạn và thường xuyên cầm theo một món vũ khí. Đố mọi người biết món vũ khí đấy là gì? Dép lao. Nhân Italy anh. Nhân Italy cái đầu mày đấy là ông giám. Tào lao à? Tào bốn bảy. Nhân vật Jackson thường xuyên cầm theo một món vũ khí đó là cây dao đẫm máu, nghe không? Bây giờ nhiệm vụ của anh em mình nè là khoảng tối nay anh em mình sẽ lập kèo là giả là một đàn Jackson đến hù mấy đứa con gái, và nhiệm vụ của mình hôm nay là phải build một cái cây dao thi xem ai là người sẽ đi build ra cây dao Jackson đẹp nhất, đáng sợ nhất và be bét nhất, nghe không? Ôi trời ơi, lỡ mình mang dao tới bọn nó xách AK ra dí bọn mình sao anh? Cái này thì làm ngoài dự tính rồi, nhưng mà chung là có dao là chúng nó sợ rồi. Rồi ok, bây giờ anh em chia vùng đất ra nào. Chia ra, mỗi người đứng một góc. Rồi ok, bây giờ mọi người sẽ lấy một cái phần công cụ này ra bạn, và chúng ta sẽ thực hành build cây dao bạn, công cụ siêu to khổng lồ này. Nhìn này, đó, đây là cái tay của người trong mini war bạn. Các bạn đã bờ build mô hình chưa? Và các bạn đã build được những mô hình rồi thì nhớ khoe ở dưới comment cho mình biết nha. Xin hôm nay định build gì xin không? Chào Thái Lan anh. Hả? Sao Thái Lan gì? Sao Thái Lan Sơn lại cầm dao Thái Lan? Dạ. Thái Lan nó mới ngầu anh. Ok. Phi nè. Em là em build con dao bao que. Cái gì dao bao que? Dao ba đầu. Tào lao à? Dao bao que là chết rồi. Rồi ok. Ê, mình sẽ build đây. Con dao. Hả? Em build dao hai lưỡi em đi cướp được không anh? Gì dao hai lưỡi vậy? Dao hai lưỡi mà người ta hay gọt mấy cái trái dưa leo á. Dao ba đầu. Đi đâu cào ba? Về không? Trời ơi, hôm nay đầu tư trời. Đầu tư. Nghe có vẻ chất lượng nhờ. Hôm nay là gọi là gì ta, lấy lại gọi là một màn gọi là phục hồi nhân phẩm của anh em Hero Team. Kinh. Cho bọn gái nó biết ai mới là những người đàn ông gọi là đời gì ra chủ của cái map này. Bọn gái gọi là lộng hành quá. Đúng rồi. Bây giờ nó ăn hiếp bên ngoài gì đây? Đúng rồi, ăn hiếp bên ngoài à. Không làm gì thiên hạ nó không nể. Cái nào giờ anh em mình là đàn bà hả anh? Thằng tôi đang hóa tiếp cho đi đấy. Ok, rồi bây giờ mình đang hoàn thành những bước cuối cùng của cái dao mình ở đó. Là tạo hình các bạn không thấy không? Nhìn qua là thấy dao của mình ngầu nhất đấy. Mấy bạn kia tuổi gì? Xạo. Thấy gái to, gái to. Ê, sao đây? Cái gì vậy? Vô dao hóa đi em ơi. Ủa dịch ơi, con dao của dịch đâm vào đâu mà nó có cái vàng vậy? Dao đâm dính máu nhé, dính cái vàng dính gì tào lao quá à. Phong cận vô dao hóa quá à. Đố bạn biết là phong cận bắn màu vàng vào dao của vịt thì nó thành những cái gì? Ok bạn biết. Mình đã hoàn thành xong rồi, bây giờ mình sẽ cho một chút màu nâu đen ở đằng sau cái sống lưng của dao nữa, trông cho nó ngầu lòi vào. Đó, sống dao thì bằng màu đen nha. Còn bên ngoài thì nó sẽ là lưỡi dao màu trắng. Rồi, ok. Và bây giờ xong thì mọi người rút con dao ra cầm xem ai ngầu lòi hơn nào. Ok, lấy con dao thôi bạn. Mày chết rồi. Ok các bạn ơi, thì hiện tại bọn mình đã hoàn thành xong cái con dao của Jackson rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ngắm của từng người nha. Rồi, phong cận đâu? Cầm dao lên, khoai phong cận. Cầm dao lên. Đó. Ghê không? Đây, bây giờ phong cận hãy trình bày đặc điểm của cây dao đi. Đó, có gì đặc biệt nào? Cây dao của em à? Cây dao của em đặc điểm của nó chính là nó được làm bằng cán kim cương. Cán kim cương. Đúng rồi, cán kim cương và cái tay cầm cũng bằng kim cương luôn. Giá trị của cái cán thôi á là giá của nó là khoảng 2 tỷ. 2 tỷ? Đúng rồi. Dao 2 tỷ. Ok, bây giờ đến tiếp theo đến lượt Hiro. Trình bày xem cây dao này có đặc gì đặc biệt nào? Cái dao của em nó có một cái đường cong rất là gợi cảm, như cái đường cong của Ngọc Trinh luôn, thấy không nè? Cong rồi đó, cong không? Gì thằng này nó bị fan Ngọc Trinh hay sao, cái gì nó cong trinh thế vậy? Ok, đồ đường cong gợi cảm, rồi có gì nữa? Nó chơi chém tôi đang em ném được luôn. Đang chạy qua mấy đứa con gái thấy mình ném dao bỏ để kêu là tôi vô tội, tôi không làm gì trơn. Rồi heo men, ghê. Rồi tiếp tục, rồi đến cứu trông. Dao gì đây? Trời má, dao hay là kiếm sư nhân đấy? Đây, cái kiếm của em á là đặc điểm của nó là nó có cái cán ba que là đó, bởi dao ba que, kiếm ba que, đúng rồi. Ok, và cuối cùng là dao của Mr. Diệp, cây dao gọi là có tên gọi là chém phát
chết luôn. Đó, dao này chém cái là bách đứt đôi người luôn à. Cực kỳ bự luôn. Còn các bạn thấy thích cây dao nào nhất thì nhớ để lại điểm chấm xuống dưới cho mình biết nha. Với thứ tự là số 1 Mr. Diệt nè, số 2 là Phong Cận, số 3 là Siro và số 4 là Cây Dao nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Nhớ chấm điểm xem ai là người có cây dao khủng khiếp và đáng sợ nhất thứ 6 2013 nha. Bye bye. Bye.